Xin chào cả nhà nhá, chào cả nhà lại một ngày mới. Biển lại chào cả nhà một lời chào trân trọng nhất gửi đến cả nhà yêu quý. Đấy. Sáng nay mình lại làm một bữa ăn sáng nhà hôm nay mình đánh tới canh ở nhân gian. Đấy, mình với ông cậu mình, ông cậu 70 tuổi đấy, thánh nhân tới canh đấy. Ông 5 giờ ông lại điện ở công ty ông điện về và tí nữa về làm ăn tới canh thì ok. Riêng biển lúc nào cũng có. Ông ấy thì nghiện tiết canh rồi, nòng mẻ không thích đâu. Thế là ông không ăn, ông chỉ làm bát tiết canh mà hưu, để cháu ra cháu lấy về là băm rang lên, hành ớt rang lên, đúng không? Là ông này làm tiết canh nhân rang đấy cả nhà. Xong là nòng mình lấy nguyên nòng già về để rán đấy cả nhà. Bây giờ bắt tay vào làm nhá, có mỗi một mình làm thôi, hôm nay có hai cậu cháu thôi nhá. Hành khô này, ớt này, lấy rang lên nhá cả nhà nhá. Mình rang đổ hành ớt vào, hành khô ớt hôm nay cũng cho hành rồi, rang rồi cho hành khô ớt rồi, rang nó gần chín rồi mình đổ hành ớt đây vào để đánh rồi mình sẽ rau xào sẵn lên sau đi rán lòng luôn đây cả nhà. Rang này nó hao rồi cả nhà, băm bao nhiêu thịt của nó rang nó còn cái phần này. Hôm nay mình sẽ băm làm nhân rang này, ớt này, hành khô này, tí nữa mình thái rau thơm cho lên nữa cả nhà nhé, ăn cho nó lạ lạ đi. Nhưng mà cái này là cái khẩu vị cơ. Nhiều hôm mình bảo làm cái kiểu này nhưng anh em bảo không thích ăn kiểu này, ăn cho nó cứ luộc ăn thịt nó ngọt, ăn cái cay nó ngọt, cái nó còn mình rán. Đây đổi món này rán này. Có hai cậu cháu làm nó cứ nhận nha, làm được cả nhà. Nó ít nó không có nhiều, nó đông người thôi thì này nhanh. Ngon chưa? Nòng chiên nhân tiết canh mình rang hơi kỹ cả nhà. Đấy, ớt hành khô. Còn bây giờ mình sẽ băm rau thơm để trộn vào nhân tiết canh nhé. Này cả nhà, rau thơm cho tiếp vào đây này. Đấy. Hôm nay đánh tiết canh thì công phu lắm cậu. Đây cả nhà. Đấy. Quán xá lấy đâu ra được? Cả cả nhà cũng nhận ở nhà làm cái bổi ngon này. Ta nói cả nhà đấy, bảo đấy ông cậu mình quê đến rồi đấy, bảo là ở quán không có mùi ngon, còn ở nhà đấy nó mất tiền mất của, nào thích ăn khẩu vị của mình như thế. Ông lại cho tiền à cho ít cho bà tiền đi. Ai à? Nhất thế là nhất ông chú nhớ các bác các em ở nhà đấy cứ cho. Đáng lẽ phải trẻ cho ông ấy già cho các cậu đấy là nhất đấy. Tôi tập ông mắng rồi. Cả nhà đấy. Nhà mình có ông chú có điều kiện. Là anh của ông cậu mình ông anh rể đấy, các em ở nhà các mẹ mình bà chị đấy nhé, vẫn còn gửi đang gửi phong bì ông thánh cái canh vừa cầm về gọi ra mỗi người một phong bì cho tướng rượu vào một người này. Ông năm nay cũng tám mấy rồi, 85 rồi, ông 85 à, ít hơn tuổi bà già cháu nhỉ, ít hơn 2-3 tuổi. Ông đấy đang nói mà bố vợ của đầu với Hùng đấy, năm nay ông bà vẫn có, ông bà có lương đấy, gọi các bác gọi cậu út ra cho mỗi cậu mỗi bác một phong bì cho tướng. Trời nước nó nóng quá này. Nhân rang các bạn, nhân rang nó đã nóng rồi mà là cái nước là nước sôi đang bốc khói này, quên nữa đấy, cái sau phải đổ ra trước đi. Quên như đánh cái nhân luộc. Vâng, nhân còn bốc hơi. Cháu cứ nghĩ là cứ quen tay kiểu đánh nhân luộc ấy. Là cái nước đóng nó nhỏ má. Nhân nó ra nó nóng nóng nâu quá. Đấy xuống ngõ. Đáng nghe không nắp được thì phí tiền mấy triệu bạc cái cam này. Cậu ăn nhiều tiết không? Ừ, cho
này cả nhà, toàn gừng. Gọi là nó như cậu ngồi nghe đi. Nó thấy bánh kẹo là nó xuống vào nhau chó má thì cháu còn cười nhỉ. Thứ kẹo ui dồi ôi, cứ nghe tiếng nó đang ngủ nòi mắt, cứ nghe tiếng sọt sọt nó bóng mà không cần biết là nó tưởng là kẹo ra nó chạy vào. Nói niềm gì cái mắt mà nó còn khóc ấy, mắng cháu mắng ở đấy là nó khóc ấy, con bông ấy. Ủa thế lại chó má như là gì thế, mắng to quá mà là khóc cái niềm gì mà mắt hoe ướt thế, mất tải chó con hạ thật. Ủa nịnh quá thì nhảy to lên nòng. Mỗi tội là nó cứ sống như là đi chơi bực hết gì. Đấy, đã xong cả nhà ơi. Đang đồng hết đấy cả nhà. Đấy, nhân rang này, nạc này. Rồi là hành khô ớt rau thơm. Đấy, còn nòng chiên hôm nay ăn cho nó nạ miệng tí. Đấy, có một mình làm, có hai người, hai cậu cháu mình thế được rồi. Cậu chào anh nhỉ. Xin chào cả nhà nhá. Đấy, là Thánh Thích Canh đây, hỏi Thánh Thích Canh 70 tuổi. Mời cả nhà nhá. Xin chào buổi sáng, mời cả nhà. Cậu cháu làm chén buổi sáng một mạnh phải hải. Lưu thông. Lưu thông khí huyết. Ôi giời. Kinh quá. Được đấy. Vâng. Nóng cái cậu hôm nay nóng rán ấy. Đấy, rán ở nhà nó rán kỹ này cơ mà. À đúng rồi. Đấy là chấm với chấm chéo. Nấu lắm mà chấm chéo này. Cậu có chấm gì mà cháu có con làm mặn đâu. Nước chấm kia nó chấm gì thoải mái mà. Quá vừa. Cái độ cay được. Đấy. Chuẩn. Độ cay thì chuẩn. Tuyệt vời lắm cả nhà. Cái tô cái cảnh cũng mỗi cậu trong một tô. Nhưng mà nhá nhá đây nòng nòng rán. Rán đây. Quay sang vấn đề rán này. Cậu cứ dìm vào thoải mái mà. Ui dồi, xin mời. Đấy, xin mời. Wow. Rồi, ăn đồng giá nó cho nó nạ khác biệt tí nhỉ. Nhưng mà hôm nhiều hôm trong bản giá đúng không? Thương, chuẩn. Mời cả nhà nha. Độ thơm của nó, thơm với mùi giá. Được, mùi đó. Giá là ăn chuẩn này. Ra kia. Ừ. À, được. Từ từ nhá. Nó tiếp đi. Nó ra đấy. Nô này khô nhất nó. Cháu quát nó vào chuồng nó có phải nhìn cháu đã. Sao xe nó có hết, có phản hết. Ăn rồi một bọc gà làm tướng. Cháu toàn nó mua gan mà bà thái sẵn về dẫn chia nó ăn. Cứ buồn gan nên đưa tất thái nó mới còn một phần về sẵn đưa ra ăn. Bông này hôm qua nó không ăn, nó còn mang vào. Ôi dồi, tối cay quá, cay sao cầm chéo. Nó nóng cậu, càng nóng hổi đây. Cậu ăn mạnh cho nó hết. Cháu có ăn đầu hôm qua, cháu lại làm một cái cờ nếp với phở với nhà Tôn với lại đầu với Hải. Mỗi cậu cháu mỗi anh em làm một tô tổ. Vâng, trời hắn ngày cái hôm qua nó thì con lợn to thế, cả cái chân giò to tướng. Hồi luộc bánh ăn nó ngọt. Nói kéo bây giờ các bút nó háo, ăn cái cành nó háo. Công ty sinh nghiệp là kho tàng. Ăn mạnh đi cậu ơi. Mày được gì đâu mà cho cả no vậy, giờ đã cho bơm thắng con người. Uống cái đấy nguy hiểm lắm. Năm hôm cái nước sạch cái cậu người mới cậu vào thắc mùi. Vài bữa cờ no xong cuối cùng nó bơm thắng mà cái bể là xuất luôn. Đấy toàn lấy nước sông đáy nữa, sông đáy bẩn nhất thì chúng cháu ngồi câu cá mà thế này mà người ta đi lấy về người ta trong kêu nọc ăn. Là nó xả vào cái bể nắng hay chưa? Tốt nhất là mình cứ có giếng khoan bơm sinh hoạt, nên còn nhà nông thôn vẫn còn
xây được cái bể nước mưa cứ như cháu như cậu nhỉ, chặt cái này cháu vẫn là cái bể nước mưa chuẩn nhất, gọi là chuẩn sông Đen. Còn bây giờ nước các nước khoan thung nữa bẩn rằng nhiễm hết. Em nô nằm xuống đi nhá, nô nằm xuống cho nô ăn nhá, cậu cho nó một miếng nằm tội quá. À ném nó một miếng tội quá. Đây tôi nhá, ngồi im đấy, ngồi quá ngon rồi, nó ngon nó biết không được nhá. Mừng đó, thằng này bắt đầu lại cạo nhục thế bị nhau thôi rồi nhá, đi lên ăn bảo được nào. Ok nào, bụt mạnh vào trong là ăn, có mình cậu ăn rồi đấy, cháu ăn tí canh. Ừ. À. Hôm qua ăn khiếp người. Tí nữa cho ăn nhá, ngồi đi đấy. Ây da. Cảm ơn đi, ăn này ngao này không gái đâu. Công nghiệp nó giá lên giảm nhất nhỉ. Ừ. Mình có bốn người. Nói chung là nó theo khẩu vị, được cái là đưa vào ngon luôn nè. Ừ. Cũng là cùng miếng lòng nhưng mà mình thêm một cái khẩu khác nữa là coi mình rán. Nồng rán hôm nay cháu bảo nồng rán, tại có giống cậu ít người cháu làm. Cái lúc cậu điện thì lúc 5 giờ nên là 6 giờ cháu phải ra đấy rồi. Ừ. Không có sợ tầm mấy nó đang chơi ngủ mà nó giá rét rét hơi nên lạnh lạnh ấy mới ngại ra làm mới tiền mua phải là mới ngon ra đụng người nghịch người là ra chậm biết nó cũng hết là hết không trách được ra được vì mà ra sớm đâu mà ai cũng làm tiền cả. Ngon này chúng đi làm về bụng mạnh rồi nha, cháu không ăn đâu đấy, nó ngồi làm view mấy miếng cậu nên nó vui rồi. Suốt ngày mà ăn, đáng lẽ là cháu chỉ dành bụng, nếu có diễn viên ăn hộ là cháu chỉ dành bụng, lúc nào không có ai thì cháu mới ăn được khỏe. Có quay thôi. Chú, để dành bụng này, còn lúc nào không có anh em diễn thì mình lại diễn, ăn nó được nhiều. Cho cháu ăn tiếp, yên tâm sẽ có bình tĩnh. Chảy xong với trái với phải, nạn gì mày. Nhanh mà. Đấy, cậu cứ cho mỗi thằng miếng cho nó đỡ tội. Đây. Đấy, thằng ấy cậu đừng vứt đấy, cậu có nhặt bỏ nó. Cậu mồm gì? Đấy. Tự ông đớp. Thôi nha, ngoan nha, không đảo lộn nha. Cố đi cậu. Nó có lọ kia chóng mặt. Chóng mặt lắm. Thôi, tao nhỉ. Xin mời. Biết rồi. Cứ từ từ. Bông ngồi xuống đây, ngồi ngoan nào. Yeah. À, cháu cậu làm cái hết đi nhỉ, xong là cậu làm nốt một hai miếng nòng nữa, xong là phát cái canh thì không lại thừa chết. Ừ. Canh quan trọng ngon nhất. Không còn dán đâu ăn, à. Ngoài ra cháy thơm, giòn giòn giòn, thích canh. Ăn nó nạ miệng nó ngon thì thôi. Thấy cậu xem đồ cho cháu đánh toàn hàng xịn. Bằm rán rồi là xào nhang. Nguyên là chất lượng ngon. Hôm nay cháu cháu nó đảm bảo. Và hôm nay cháu không cho hạt dổi đấy. Là định ra ít hạt dổi rồi. Ý là định là cho ít hạt dổi và tiết canh ấy. Ừ, nó càng thương đấy. Tôi mà đây cũng mà hết rồi. Tuyệt vời mà chờ. Tạm dừng nha, bây giờ chuyển sang phá tiết canh cậu ạ. Thì thì phá nhá. Còn mấy miếng là không ăn tí tí cho em bông với em nô ăn. Xin mời, này quay sang chuyến tứ canh đây. Nóng chán rồi, no rồi. Còn tô tứ canh cả nhà. Rồi, bắt chanh mà. Có hạt tiêu kìa, có ăn hạt tiêu không? Cái gì? Có ăn hạt tiêu không? Được hết cái gì cũng ăn được hết. Nào, bắt đầu. Hạt tiêu có ăn đến đấy này. Cậu xoay nó một ít luôn đi. Xoay Tây Bắc này, Tây Bắc này, đấy. Tiêu trong Đà Lạt gửi về đấy, lấy ở vườn nhà cô gửi về cho đấy. Cháu gái có ăn đâu, như thế đâu cậu có nhiều quá. Rồi được rồi, cho cay sướng. Cay cậu ăn được thì cậu cứ cho thoải mái. Phải cay. Quá tuyệt vời rồi, nha. Đấy, tí canh. Ngon. Tí canh nhân gian này không biết là nó có đông như là nhân của cậu. Cậu xem này. Ủa nghe được đấy, rắn có chắc tay không? Lắm. Thế là được rồi. Nhưng chính là phải để nhân nó nguội đi mà nhưng mà lần cho đánh nóng các bạn. Nóng thì nó hay phá. Nước thì đã nóng rồi lại nhân cũng nóng, hôm nay cho phải giúp kinh nghiệm cho phải để nước nhân nó nguội đi. Đây thì thiếu một cái lỗ nhỏ được cả nhỉ. Có thơm không? Ừ. Vừa. Vừa.
Quang hoàng. Đây, vừa nó thì ngon rồi, vừa cái gia vị nó mà cái đúng điều độ. Có đủ độ cay chưa? Tê tê chưa? Cháu cháu ba quả ớt rồi, ba quả ớt to. Cay tắt hồi. Bây giờ là cháu nghĩ cho hiểu rồi, phải để cho nó nguội đi cái nhân rang này. Mà lần cháu nó vẫn nóng mà là nước cộng nước nóng nữa cậu ạ. Làm gì nó đánh là không được đông như là nhân luộc. Các cụ nói là kiến thức nó cứ học kinh nghiệm dần dần nóng nở. Bao lần cho đánh nhưng mà tài thì cái riêng nhân rang này khó đánh thật. Mà nhân luộc thì đánh như thế. À thế anh để mẹ ra trước cái đây vâng. Để ngoài cho bốc hơi nó nguội đi. Phải bốc hơi nguội mỗi lần là cháu cứ rang nó không nguội cái mà cháu cho bát là cháu đánh luôn. Đánh thương là vừa. Thế lại gặp cháu cậu biết là đánh cái cảnh nước nóng nữa nên là cái này kinh nghiệm là mình kiểu là vâng. Con cháu anh em mà thích anh ngay là phải như thế. Vâng, mà hai nữa đánh nhất à, tiết nó phổ thông hàng ngày rồi nhưng mà chính hôm nay cái đánh là nó chuẩn nhân gian này cao này là được rồi đấy. Xin mời đâu. Tuyệt vương một trời. Mời cả nhà nhé. No, ngày bán hết bát này, cái tô hai cậu cháu hết mỗi thằng một tô này. No luôn. Quá no thì mày no. Cái quán khá lắm, nổi lắm các ông, hai bác con cái gì? Ở nhà nó ăn uống bố bã. Nó làm chút bớt mặt trời. Mời cả nhà nhé. Hạt tiêu cậu ông rắc hộ mình rồi. Say rồi. Úi dồi rắn quá cậu ạ. Không ngờ rắn vết này cả nhà. Trời cả bát tô này còn gì bằng. Mồi ngon, mồi ngon. Chất lượng cao. Thơm. Thơm của nhân rang này, hạt à, quên hành ớt mọi người nhà đây cái kênh mà nhân rang đánh này là quá đẳng cấp rồi đấy. Hết hết xô rồi không còn gì nói. Nào xin mời nhá. Cứ ai cậu cháu nào mà mỗi cậu cháu bát tô này không có gì để mà nói rồi bố nhau. Ăn là tê tê cay cay thế này vừa đấy. Vừa cay quá. Tao sợ cậu cay quá cậu không ăn được đấy. Không thế là vừa cay quá chảy nước mắt này. Nhưng ăn rồi cái cay này cũng càng nhiều càng tốt. Cái đồ vâng. Cay đắng. Cay đắng nó chịu được. Đỡ. Hôm qua nó hộp tỏi muối từ trong Nam đến qua. Thử ngược ấy. Đây cái cay như thế nhân luộc nó ngọt. Nó ngọt. Mỡ nửa tù sáng quá. Thiết quá. Khẩu vị. Nhà nó tự do là thế. Quán sáng rồi khi ra nó bận rộn làm sao. Ăn này đã rồi. À, nó đã. Không còn cái gì để mà ngó mà ăn ở quán xá này ngó cái mà quán thiết còn không hay là gọi để giúp bác ông kia đến xong lại bảo thôi để cho ông nhường không? Thế mà của nhà ăn uống là những bộ bã. Đấy là thích ăn bao nhiêu thì ăn, đánh bao nhiêu thì. Non chán rồi. Tao hôm qua vào công ty về đã bảo mẹ, ông ta ngồi vào điện luôn, đang kháo cả, ông đang kháo. Như cộng là móng nóng. Ừ. Cháu nên mau đóng hàng cái cành quanh năm 10 tháng có sao nếu mà anh nào yếu bụng là không được đâu. Nói thực nói là cảm thấy là mới này ăn cái cành của cháu có ai chứ ăn toàn nước gừng yếu bụng xong tuyệt vời. Rồi múc. Mùa xuân, cái được dùng dục ra cho họ lấy đi. Nhưng có lúc nào cũng được đâu. Lúc nào 3 can bỏ không. Xong cả mà uống ác vậy. Sao mà cháu múc hết cái rượu ngon là nó lại đổ cái rượu mới vào. Còn chắc là sang rồi mà không? Quá chuẩn mà, ăn đâu nó ngốc đấy. Nhưng mà mất công làm. Rõ ràng, tiền nào của đấy. Chấp nhận đi. Mình làm mình ăn đấy là sạch sẽ đảm bảo cái vệ sinh chất lượng nó cũng được toàn tờ hết số đấy. Cảm ơn ông chú nhá. thay lời mẹ cháu cảm ơn ông chú nhá. Chú gì đấy ông chú thôi mời cả nhà mời.
Đấy, từ ông này đi vẫn có quả sướng thế, có ông anh nhất ông anh nhá. Tuyệt vời. Nếu có những chú mình nhỉ? Không có hiểu ông là quan tâm các chị các em các cháu, dù rằng ông cũng không có đâu, nhưng mà cái tình ông nghĩ sâu xa. Ông bà con lương, ông lương con cái toàn con cái toàn quan chức, cái tính người như dù rằng có hay nghèo ông vẫn như một, vẫn như thế, không có con cách gì cả, nể phục cái đấy, quá phục những con. Nhưng mà nói thời ông bà như tôi con gan cái rồi mà con gái con sẽ chia nào đi vay lãi cho con ăn học, vay mấy nhà cũng hàng tháng dài. Như ở quê có náo nhá xin đóng tiền học còn không cho, chờ tao bán lúa con giáo trả bỏ mai bỏ luôn, mà không có mai cũng con bỏ luôn, con bỏ luôn. Thế thằng bây giờ nhìn thấy con em người ta là ông ngọ bà kia rằng nó giỏi, nó thích thế thì nhà nó giỏi giỏi đi bà con đâu. Ngày xưa tao đi học mày cứ đi đi, tao đã có tiền đâu, cứ bảo cô giáo từ từ vào tao bán lúa. Nhà mình nghèo, nghèo quá rồi, mấy toàn dân hầu như nghèo hết. Thế sao bây giờ ngoặc mồm ra con ra chúng nó sướng nhảy, nó làm lương về còn 7-30 triệu, có 5-70 triệu, 100 triệu kệ ra, thì nó có đầu tư ra mà con nó có ý thức, nó học hành, nó cũng có tầm cao thì nó mới được ăn được cơm thiu thì nó vượt qua được. Thế còn mới sinh ra mà không có nó đòi gà luộc với trứng bóc thì nó ra ra được. Phấn đấu là... nhưng mà nó cũng tùy thằng thằng nó chịu học, chịu học nhưng mà nó xác định là nhà mình đã nghèo chưa phải phấn đấu lên nha. Nó nhiều ca đấy, biết là nghèo phải phấn đấu, dù rằng là ngậm đắng nuốt cay cố gắng, nó khổ nó mới nó khổ thì mới lên được người được, lên người được, đa số sướng hỏng hết. Cái ông nào mà từ trong bụng mẹ sướng gì thì có nói là không thành công đâu, ít lắm. Là xin mời cả nhà, đây là các giáo đang bình luận này. Trong người nhà, anh em con cháu thôi. Mừng cho nó, thứ nào mà có trí thức, có ý thức là học hành tiến bộ là mừng rồi. Tự mình vươn lên chính mình đấy, cái chương trình đấy. Như nhà mình. Ui giời, múc tiếp xong. Đấy, vừa có chuyện xong hết rồi, còn 1/3 thôi. Cũng như ăn ngọt sướng không nhỉ? Thơm. Hôm nay là cháu... cái tức cảnh này nó đúng là nó không giống ở bản gốc của quê hương mình. Ngày hôm nay cho rau thơm, nhân gian không là hành tỏi, hành ớt không là. Các bạn này bát cái cây này nó khác một khi nó đặc trùng là nó tổng hợp nhiều món. Nòng này nòng rán này thì nòng rán bỏ qua rồi rán một tí là xong rồi. Không có thối các vị nó đang khám rồi muốn ngay. Nào nó thích nhanh. Ngay ngay và nhanh. Luôn và ngay. Luôn và ngay. Sao có người đợi chờ ngồi ngâm nghe giang mà gì làm sao có nhục nhã, cần phải luôn phải tăng cơ khác của nó, kể cả mà sống không ăn không phải với tính cái bố thích ăn đấy nó ngọt cho biết rồi, tâm lý của bố thích ăn đấy nó ngọt ngọt. Cái cơn nó khác lên rồi thì các bạn nói là dân lao động nặng, nó háo nó. Tôi nói dân lao động ấy là nó quen cái dạ dày rồi. Nếu mà người mà không lao động nặng ấy thì nó ăn cái là từng dẫn đòn này. Không tải được. Thế cho nên tôi là nhất công trình làm nào tắt thì là cắn. À, quán lại điện có thằng nào rảnh rỗi đi ăn, ngồi ăn cùng nó vui vẻ. Có một mình ăn nó buồn lắm. Buồn đấy. Bây giờ vẫn mẹ cũng là tâm của báo rồi. Giờ nó rắn cưng. Cưng. Nếu đánh cái cành hôm nay là đấy. Là ok rồi, quá chuẩn. Nhân thì nhân giang, mọi lần cháu đánh nhân giang thì nó vẫn để ấm ấm nóng nóng, nó vẫn đã đánh thì bảo sao mà nó không đông về sau cháu ngồi cháu nghĩ ra. Đấy, hôm nay cháu bảo thử để nhân nó thử nguội đi đã, trộn cho thơm rồi để nguội xong mới san ra bát. Đấy, đánh cái khác ngay. Cận hôm nha, có biết cháu đánh dòng nước nóng, cái gì cũng nóng, thế làm sao mà xong nhân nó nóng nó làm nhân giang làm gì được. Uống ăn cho nó mời cả nhà. Đấy, hai cục trong mình thế là hết rồi, cứ mỗi người một tô thì canh một đĩa lòng rán thế này, một đĩa lòng rán thì không hết, cho mấy em lại đi. Nuôi nó phụ cho ăn thì nuôi được gì. Ngon thơm. Hẹn tuần sau nhá. Bắt tay. Thôi cả nhà nhé, video vâng. Cậu cháu mình chia sẻ hôm nay là tiết canh nhân gian và lòng rán nhá. Hẹn cả nhà tiếp sau nhé. Chào cả nhà. Xin chào nhá. Hẹn cả nhà tiếp sau nhá. Một kênh Ngọc Nguyễn Biển nhá. Ok. Nô đang chào. Bắt tay lần nữa ạ. Cảm ơn.
nhá, tuần sau gặp lại nhá. Ok.